Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị các bạn thấy rằng trong những cái phần bài trước chúng ta đã trình bày, tôi đã trình bày quý vị các bạn những cái công cụ trong cái trình đơn tool, tức là trình đơn công cụ. Thì trong cái phần đó quý vị các bạn thấy rằng chúng ta đã có các cái công cụ cần thiết phục vụ cho cái quá trình thiết kế của chúng ta sau này. Thì chúng ta thấy như giống như cái phần bài trước mà tôi đề cập đó, thì quý vị các bạn thấy là chúng ta đang ở cái phần khái niệm của nó và chúng ta sẽ đi tới những cái công cụ để phục vụ cho quá trình mô hình hóa. Thế thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục trình bày quý vị các bạn các cái công cụ liên quan. Thì quý vị các bạn sẽ thấy rằng trong cái phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái phần gọi là phần tường ở trong AEC/FZ, tức là những cái đối tượng phục vụ cho kiến trúc và xây dựng. Quý vị các bạn thấy rằng chúng ta sẽ nói đến cái công cụ là wall, chúng ta nói đến cái công cụ là chúng ta sử dụng dựng cầu thang chẳng hạn, hay là quý vị các bạn cũng sẽ khám phá các cái lệnh liên quan trong cái phần cầm bao offset. Trong đó có hai cái công cụ mới là roll bool, và chúng ta thấy rằng chúng ta có cái công cụ là roll cutter. Thì sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn trong những cái phần bài tiếp theo là chúng ta sẽ dựng cái mô hình, một cái mô hình rất là đơn giản để chúng ta thấy cái chuyện phối hợp giữa các cái lệnh đó lại với nhau. Thế bây giờ chúng ta sẽ xoay sang cái phần mềm 3ds Max để chúng ta khám phá những cái công cụ này. Quý vị các bạn thấy ở trong cái phần bài trước đó, thì chúng ta đã nghiên cứu những cái lệnh nằm trong cái trình đơn tool ở chỗ này. Và hầu như các cái công cụ liên quan từ cái chuyện là chúng ta có cái bảng lệnh để chúng ta lựa chọn selection plotter, thì quý vị các bạn cũng đã thấy rồi. Cái phần hiển thị là chúng ta gọi là display plotter, thì quý vị các bạn cũng đã thấy trong cái phần bài trước, và chúng ta cũng đã khám phá nó trong cái phần cái trang gọi là display trên cái bảng lệnh command panel ở bên tay phải của cái màn hình. Chúng ta thấy cái phần layer manager thì trong cái phần 3ds Fit hàng lẻ 8 thì tôi cũng đã giới thiệu quý vị các bạn là chúng ta hiển thị hay là chúng ta che giấu các cái đối tượng, chúng ta không cho nó hiển thị đó bằng cách là chúng ta dùng cái layer manager này rồi. Chúng ta cũng thấy cái phần line lister, tức cái phần mà chúng ta liệt kê hiển thị các cái danh sách các cái đèn liên quan tới cái phần gọi là những thông số dùng chung, cái thông số cài toàn cục đó, thì quý vị các bạn cũng thấy phần đó rồi. Chúng ta chưa đề cập tới cái phần gọi là cái phần scene state, tức là cái phần trạng thái của cái cảnh của chúng ta. Thì bây giờ quý vị các bạn thấy nè, qua hàng loạt cái lệnh, ví dụ như là mirror, chúng ta thấy là đối xứng nè, array, thì quý vị các bạn thấy là cũng có khá là phức tạp. Thì chúng ta thấy rằng cái lệnh align, ngày hôm nay tôi sẽ dùng đó nó trong cái phần mà chúng ta dựng một số cái mô hình liên quan, thì chúng ta thấy lệnh cái align này rất là hữu ích trong cái phần dựng hình và đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng đó. Thì sau này quý vị các bạn thấy là chúng ta sẽ dùng những cái lệnh khác, ví dụ như là chúng ta mô hình hóa đối tượng bằng editable poly hay là editable mesh, và chúng ta sử dụng các cái modifier, các đối tượng hiệu chỉnh. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem hai cái lệnh còn lại trong cái trình đơn tool này trước khi mà chúng ta sẽ đi sang cái phần gọi là chúng ta nghiên cứu các đối tượng gì wall và cái phần cầu thang stair. Thế bây giờ align to view là như thế này nè quý vị, các bạn thấy tôi dựng một đối tượng dị hướng, tương đối dị hướng bằng cách là tôi di chuột sang cái dùng đồ họa property ở đây và tôi lít chuột phải vào cái dùng property. Như vậy thì tôi có thể phóng lớn cái vùng nhìn này lên bằng cách là tôi chọn cái tổ hợp bàn phím là Alt+F W để tôi phóng cái dùng đồ họa property lớn lên. Quý vị các bạn cũng đã biết cách mà chúng ta chỉnh các cái bố cục, cái cách chúng ta bài trí các cái vùng nhìn ấy, ở trong cái những phần bài đầu tiên rồi. Thì bây giờ chúng ta di chuột qua cái bảng lệnh command panel bên này, chúng ta chọn một cái đối tượng tương đối dị hướng, đó là cái cone cũng được, hoặc là mà tôi vẫn hay dùng một đối tượng khá dị hướng, đó chính là cái teapot, tức là cái ấm trà. Chúng ta chọn một cái ấm giống như vậy. Thế thì bây giờ đó quý vị các bạn thấy rằng chúng ta đã có đối tượng này chọn ở đây rồi, thì bây giờ chúng ta có thể di chuột lên bên cái công cụ, cái trình đơn tool ở phía trên này nè. Quý vị các bạn chọn cái gọi là align to view, tức là bây giờ ví dụ như là cái cảnh của chúng ta trong cái quá trình dựng hình đó, quý vị các bạn thấy rằng chúng ta có thể là cho một cái đối tượng nào canh chỉnh theo cái hướng nhìn mà chúng ta mong muốn, thì cái align to view là cái chuyện cũng rất là cần thiết. Chắc quý vị các bạn còn nhớ là trong cái phần bài trước đó tôi trình bày cái phần gọi là align camera, tức là quý vị các bạn thấy rằng chúng ta có thể bố trí cái camera chúng ta nhìn rất là cụ thể và rất là chính xác vào một cái vị trí nào đó mà chúng ta muốn. Sau này quý vị các bạn thấy trong cái phần animation, tức là chúng ta diễn hoạt nó, thì quý vị các bạn sẽ gặp lại một cái công cụ, một cái đối tượng ràng buộc, đó là animation constraint, tức là chúng ta sẽ ràng buộc vào đó gọi là look at constraint. Thế bây giờ chúng ta chọn align to view ở trên cái trình đơn này nè.
chúng ta chọn trên trình đơn tool, chúng ta click Align to View. Thế thì quý vị các bạn thấy rằng rõ ràng thì cái đối tượng một cái hộp thoại là Align to View, tức là chúng ta giống hàng hay là cân chỉnh, chỉnh cái đối tượng, chỉnh cái hướng nhìn của đối tượng theo cái hướng mà chúng ta nhìn đó. Bây giờ giả sử chúng ta đang nhìn trên cái dùng đồ họa này, quý vị các bạn thấy cái ấm trà này nó xuất hiện ở dạng là cái trục Z của nó ha, được trong cái quá trình điện hình đó, bây giờ nó đang đúng theo cái hướng, nó chỉnh theo đúng cái hướng mà chúng ta đang nhìn ở đây. Quý vị các bạn có thể chỉnh là thí dụ như Align X chẳng hạn, ở đây tôi lít trục trái vào cái đối tượng thì chúng ta thấy cái hướng khi chúng ta nhìn 3D vậy thì cái hướng trục X của cái đối tượng đó được theo giống đúng cái hướng nhìn của chúng ta. Chúng ta chọn Align Y thì quý vị các bạn cũng thấy đó. Như vậy thì ngoài cái chuyện mà quý vị các bạn chọn là Align ở trong cái lệnh phía trên mà trong phần bài vừa rồi tôi có trình bày quý vị các bạn đó, thì quý vị các bạn thấy rằng chúng ta cũng có thể chỉnh được cái hướng nhìn đó, hoặc là chúng ta chọn là flip, tức là lật cái đó lại, chúng ta lật đối tượng Align trục Y chúng ta lật lại, hay chúng ta chọn là trục Z nè, quý vị các bạn thấy chọn Align Z, chúng ta chọn flip đó, thì tùy theo ý chúng ta muốn. Trong trường hợp này thì tôi có thể ok hoặc là click cancel ở đây. Quý vị các bạn thấy rằng thật sự mà nói, chúng ta đến ngày hôm nay về phần cơ bản những cái công cụ để sao chép đối tượng nè, rồi chúng ta có thể nhân bản đối tượng ra nè, chúng ta có thể tạo mảng, chúng ta cũng có thể là thu phóng nó hay là lựa chọn vân vân, thì quý vị các bạn thấy nè, chúng ta cũng biết khái niệm căn bản về trong cái phần vật liệu đó, phần chất liệu hay vật liệu là material, chúng ta cũng biết về camera rồi, chúng ta cũng biết về cái phần gọi là chúng ta đặt đèn. Thì trong những phần bài sau tôi sẽ trình bày quý vị các bạn chuyên sâu hơn về trong những cái phần đèn đó, trước khi mà chúng ta đi qua cái phần chúng ta phối hợp với tất cả những thứ đó để chúng ta tạo ra cái thành phẩm sau cùng và chúng ta dùng video bot. Như vậy thì quý vị các bạn sẽ thấy những cái phần bài sau chúng ta sẽ nói đến cái chuyện mà mô hình nhân vật hay là mô hình cho một cái đối tượng nào đó, phần modeling. Thì bây giờ đó, tôi có thể click chuột phải ở trên cái dùng đồ họa này. Quý vị các bạn đã biết cái lệnh đó rồi. Chúng ta thấy rằng 3D Max nó có khá nhiều lệnh. Bây giờ tôi sẽ bố trí vào đây một cái đèn. Thì chúng ta chọn là Line ở chỗ này. Đó. Quý vị các bạn có thể click vào Line. Thì giờ giống những phần bài trước thì quý vị các bạn cũng đã biết một cách đơn giản là chúng ta chỉnh qua một số cái thông số liên quan tới cái đèn này. Thí dụ như trong trường hợp này là Target Spot, tức là cái đèn mà có mục tiêu, có cái điểm nhìn của đó, và chúng ta cũng thấy rằng nó có cái ở dạng là có cái hình côn chiếu sáng chóa đó, gọi là target spot, hay là cái đèn omni. Bây giờ tôi click vào target spot ở đây và tôi bố trí cái đèn chiếu vào đây đó. Thì quý vị các bạn thấy cái đối tượng của chúng ta lúc này, những cái đèn mặc định nó đã tắt đi rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ còn lại cái đèn mà chúng ta chiếu sáng ở đây. Nếu cái cường độ chiếu sáng của đèn này không đủ, hoặc là chúng ta bố trí cái hướng nhìn không phù hợp, hoặc là cái chất liệu này chúng ta lựa chọn cũng không phù hợp, thì cái cảnh quan của chúng ta nó sẽ không sáng. Đó, thì bây giờ quý vị các bạn thấy là tôi giả sử tôi muốn chiếu cái đèn này nè lên trên ngay trên cái đỉnh nắp của cái ấm trà này, thì quý vị các bạn thấy là tôi click chuột phải ở đây và tôi di chuột lên cái trình đơn tool, tức là công cụ ở phía trên, chúng ta click chuột vào đó và chúng ta chọn là play highlight, tức là chúng ta đặt cái phần chiếu sáng của cái đèn đó vào vị trí mà chúng ta muốn. Đó, chúng ta click vào đó. Quý vị các bạn thấy lúc này trên cái biểu tượng ở trên màn hình của chúng ta, cái vị trí trỏ chuột nó biến thành ra một cái mũi tên và một cái quả cầu tròn. Đó, chúng ta thấy như vậy, nó nhỏ thôi ở đây nè, đó vị trí trỏ chuột. Như vậy đi, cái đèn mà chúng ta đang lựa chọn đó, tôi có thể click chuột trái lên chỗ nào mà tôi mong muốn, tôi cần chiếu sáng. Quý vị các bạn thấy ở cái vị trí mà tôi muốn chiếu sáng thì tôi đặt cái đèn của tôi chiếu sáng rồi đó. Đó, chúng ta thấy vậy. Đó, vân vân. Đó, chúng ta thấy ở đây. Đó. Nếu mà quý vị các bạn thấy là chúng ta muốn cho cái ấm trà này nó có một cái chất liệu nào đó chẳng hạn, thì có thể là quý vị các bạn biết cái cách là chúng ta gán, cách đơn giản là gán vật liệu. Thì tôi chưa có hướng dẫn quý vị các bạn, tức là chúng ta vẫn chưa nói đến cái phần gọi là UV mapping, hay là chúng ta là modifier, chúng ta hiệu chỉnh nó, hay là quý vị các bạn thấy sau này nó có cái phần là unwrap modifier để cho chúng ta map những cái vật liệu đó đúng vào cái vị trí mà chúng ta muốn, hay là chúng ta dùng các kiểu vật liệu. Thì trong trường hợp này, giả sử quý vị các bạn nói là tôi muốn dùng vào đó chiếu lên cái ấm này, tôi có một cái chất liệu nào đó, một cái hoa văn nào đó chẳng hạn, thì quý vị các bạn thấy ở đây nè, nhân tiện thì tôi hướng dẫn quý vị các bạn chỗ đó, chúng ta chọn cái đèn ở đây và chúng ta di chuột qua cái trình bên cái bảng command panel bên này là cái bảng lệnh đó, chúng ta chọn cái trang thứ hai là modify, tức là cái trang hiệu chỉnh. Thì thường thường là chúng ta cứ khởi tạo là bên create và chúng ta hiệu chỉnh nó là bên modify đó. À, hiển thị nó thì quý vị các bạn đã biết rồi. Bây giờ chúng ta click vào modify đây, chúng ta mới chọn nè
Bây giờ ở cái đèn này, quý vị các bạn thấy những thông số cơ bản của cái đèn này thì trong những phần bài trước chúng ta đã biết rồi. Đèn này có bóng đỏ hay không? Vân vân. Thế thì quý vị các bạn thấy ở đây nè, tôi nói trước khi mà chúng ta nói về cái phần chất liệu ở trong cái cảnh, trong cái đèn này nó giống như một cái máy chiếu vậy đó. Thì quý vị các bạn thấy nè, chúng ta click chuột vào cái chỗ là Spotlight, hoặc chúng ta chọn là những cái thông số phía dưới. Thí dụ như là chúng ta lựa một số cái thông số ở phía dưới này nè, ở dưới này nè, trong cái phần Advanced Effect, tức là những cái hiệu ứng nâng cao đó, thì quý vị các bạn có thể là tạm thời trong cái tác động của cái đèn này với những cái bề mặt đó thì chúng ta chưa nói chỗ đó. Bây giờ chúng ta chọn cái Projector Map, chúng ta click vào Map ở đây, rồi chúng ta chọn vào click vào cái chữ nâu đó. Và bây giờ quý vị các bạn chọn một cái hình nào đó đi. Ví dụ trong trường hợp này tôi chọn cái hình bitmap, tôi click vào cái bitmap đó. Và tôi chọn đúng cái chỗ mà tôi cài cái phần mềm để tôi xem là cái trong cái thư mục map của cái phần mềm đó. Ví dụ ở đây nè, quý vị các bạn thấy trong cái phần mềm 3D Max nó có cái phần map. Chúng ta click chuột kép vào cái phần map đó và chúng ta kiếm cho nó một cái hình nào đó chẳng hạn. Giả sử là trong trường hợp này là tôi kiếm cái một cái đối tượng, ví dụ như tôi cho nó là một cái, tôi lấy cái bầu trời hay là cái gì đó vân vân, thì tôi chọn một cái hình bất kỳ. Quý vị các bạn thấy nè, tôi chọn cái hình bất kỳ ở đây đi. Ví dụ trong trường hợp này tôi chọn cái hình ở trên và tôi click. Sau đó thì quý vị các bạn thấy nè, ở đó chúng ta click phím F10 để chúng ta render. Và chúng ta render từ cái hộp thoại này, quý vị các bạn thấy rồi. Thì chúng ta thấy cái ấm ở chỗ này nè. Đó. Chúng ta thấy cái ấm này nó có cái hình, nó không phải là chất liệu nhưng mà đó chính là do cái hình mà chúng ta chiếu ra từ cái đèn của chúng ta. Quý vị các bạn thấy rằng ở trong 3D Max thật sự nó có rất nhiều công cụ. Khi mà dựng hình thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn chúng ta dùng một số cái công cụ cơ bản. Nhưng mà gì thì quý vị các bạn thấy rằng khi mà chúng ta đặt đèn, ví dụ chúng ta trong cái cảnh này chúng ta thấy nè, cái vị trí mà chúng ta muốn chiếu sáng thật sự là đôi khi là chúng ta chỉ muốn là cái đối tượng nó sáng lên trong cái cảnh để cho nó nhìn nó nổi trội hơn các đối tượng khác. Quý vị các bạn thấy nè, cái đèn này trong trường hợp này tôi có thể là không đổ bóng, hay là thậm chí 3D Max nó có thể là chúng ta thấy rằng những đối tượng mà chúng ta chiếu lên đó có thể là nó nhận đèn nhưng mà nó không đổ bóng lên đối tượng khác, hoặc là đối tượng khác nó không nhận bóng đổ từ những đối tượng khác. Đó là những cái điều mà trong vật lý là không có, nhưng mà trong phần mềm 3D Max nó hỗ trợ chúng ta. Thế thì bây giờ đó, quý vị các bạn thấy đến chỗ này, tôi đóng cái cửa sổ này lại. Đó. Tôi đóng cái cửa sổ trên cái vùng nhìn này lại, thì quý vị các bạn thấy rằng cái vùng đồ họa của chúng ta ở đây, cái ấm trà đó, là một cái đối tượng rất đặc trưng trong cái phần đồ họa. Thì quý vị các bạn cũng đã biết được ở trên cái trình đơn tool ở đây rồi. Vậy thì hầu như